Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa như thế này. Tên gọi khoa học của nó là hoa xuyến chi. Còn cái tên nó không có khoa học lắm thì mình chắc là mình cũng vẫn sẽ ghi ở phần tiêu đề, nhưng mình sẽ không nói ở đây. Cái hoa xuyến chi này thì các bạn gặp ở ven đường, vệ đường rất là nhiều. Thì mình thấy nó cũng khá là đẹp nên là mình làm hướng dẫn cho các bạn. Nếu bạn nào mà thích thì làm nha. Hoa xuyến chi này làm rất là dễ. Các bạn chỉ cần một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên thì các bạn cần đến giấy nhún màu trắng để làm cánh hoa, màu vàng làm nhị hoa và màu xanh để làm lá. Tiếp đến là kẽm cành, kẽm si. Mình dùng kẽm si nhỏ vì cái cành này thì mình nghĩ là nên làm nhỏ ấy, thì mình sẽ ghép thành một cụm hoa, hoặc là các bạn dùng những cái cành, làm những cái cành như thế này, sau đó thì dùng để cắm vào các loại hoa như thế này. Đây mình cắm tạm cho các bạn nhìn rõ nha. Đấy, đại loại là như vậy. Mình dùng kẽm si, băng keo sáp này, keo sữa, chỉ buộc và kéo. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần cánh hoa trước nha. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một giấy nhún màu trắng như thế này, có kích thước là 7 cm nha, nhân với lại 3,5 nha. Sau khi các bạn cắt được cái mảnh giấy nhún như thế này thì các bạn sẽ gấp theo như mình này, gấp thành 5 lần nhá. Gấp này. Các bạn đừng gấp liên tiếp mà gấp kiểu như này là như nào mình cũng chả biết. Đây, gấp kiểu như thế này. Đây mình sẽ gấp lại cho các bạn này. Gấp thành 5 nha. Thành 5. Rồi các bạn kéo cắt này, cắt lượn tạo hình cánh hoa như thế này. Rồi các bạn sẽ được một cái hình như thế này nha. Thì các bạn để ý cái hoa xuyến chi thì trên đầu nó hơi có cái kiểu lượn vào trong một ít như thế này, thì mình cũng cắt theo như thế cho nó giống hoa thật nha. Đây các bạn cầm ở đầu này, các bạn cắt một cái đường lượn gần như kiểu đường lượn ở cái đầu của trái tim ấy. Đây này, như thế này. Đấy, cái đầu lượn nó như cái hình trái tim ở phần bìa của mình ấy. Rồi sau đó thì các bạn dở ra thì sẽ được những cái cánh hoa như thế này nha. Tiếp đến thì mình sẽ làm nhị hoa. Thì các bạn cần một mảnh giấy nhún màu vàng như thế này, có kích thước là 10 cm nha, nhân với chắc là 1,5 đúng không? 1,5 nha. Rồi các bạn cắt tu lua để tạo hình nhị thôi. Bạn nào mà muốn làm mà nó ít nhị đi thì các bạn làm nó nhỏ nhá. Kích thước nó ngắn đi, nhưng mà theo mình thì như thế này là hợp lý, vì là cái nhị cổ hoa xuyến chi thì nó cũng hơi nhiều ấy, khá là nhiều. Rồi sau đó các bạn dở nó ra như thế này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt lá luôn nha. Đây các bạn chuẩn bị một tờ giấy nhún màu xanh. Các bạn dùng cái không phải giấy nhún mà là giấy sần nha. Theo mình thì làm giấy sần thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Kích thước là 6 cm, nhân với lại 4,5 đến 5 nha. Các bạn gấp đôi cái tờ giấy nhún lại như thế này. Lá hoa xuyến chi thì nó sẽ có 3 cái lá như thế này này.
Đó. Thì mình sẽ cắt như vậy nhé. Các bạn gấp đôi lại. Cắt một đoạn dài như thế này để chúng ta tí nữa chúng ta ghép vào cái phần cành cho nó dễ. Sau khi cắt thì chúng ta sẽ được cái hình lá như thế này nhá. Tiếp theo thì cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để và keo sữa để tạo thành hình cánh hoa thôi. Thì mình sẽ dùng keo sữa, các bạn dùng một đoạn kẽm xi dài hay ngắn là tùy nha. Thì các bạn sẽ để ghép vào những cái phần này, thì cái phần này thì các bạn làm ngắn hơn, còn phần cành chính các bạn sẽ làm dài hơn nha. Mình dùng kẽm xi, các bạn uốn cong một đầu như thế này để đến lúc mà mình cuốn nhị thì nó sẽ không bị tuột ra ấy. Bây giờ mình sẽ dùng kẽm xi nhé. Các bạn cuốn cái phần nhị hoa này. Nhà bên cạnh đang xây nhà nên là khá là ùn. Đấy, thì các bạn sau khi cuốn thì sẽ được cái phần nhị như thế này nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm đến cái phần cánh hoa. Các bạn này đặt như thế này. Sau đó các bạn nhúm làm sao cho hai cái cánh nó sát lại nhau nha. Đó, các bạn cứ nhúm giấy làm sao cho hai cánh nó sát lại nhau là được. Như vậy chúng ta đã ghép xong cái phần cánh hoa như thế này, thì chúng ta sẽ dùng chỉ để cố định lại nhé. Hoặc là bạn nào dùng keo sữa cũng được. Đây thì mình chỉ cho nó nhanh. Ồn quá, thấy lúc mình quay thì nó lại ồn. Nhưng mà sáng thì không dậy sớm để quay được. Đó. Sau khi các bạn cuốn ghép xong phần lá như thế này thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuốn lại. Các bạn cuốn từ cái phần trên này xuống nha. Ghép cái phần lá này vào tùy hoa nhé. Bông này thì mình làm lá nó hơi to, thì các bạn sẽ ghép lá sao cho nó hợp lý. Ghép nhiều cũng được, hoặc ghép ít cũng được. Theo mình thì nên làm từ khoảng 2 lá trở lên. Sau khi ghép xong thì chúng ta sẽ được cái hình như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng tay để bẻ cái cánh hoa này ra nha. Còn ở đây thì bông này, bông hoa này mình làm nó hơi nhỏ ấy. Còn bạn nào mà muốn làm kích thước nó to hơn thì các bạn làm to nhé. Sau đó các bạn dùng tay để kéo giãn cái cánh ra cho nó đẹp nha. Bông này thì mình làm cánh nó hơi bị bị ngắn đúng không? Hơi bị ngắn một chút. Không sao cả. Vẫn hơi giống giống với hoa. Thì các bạn nhìn này. Thì mình sẽ làm khoảng nhiều cái bông hoa như thế này nhá. Khoảng 4 đến 5 bông trên một cành. Đây mình đã làm xong rồi. Đây. Sau khi các bạn làm xong thì các bạn sẽ được khoảng 5 bông hoa xuyến chi như thế này nha. Thì các bạn sẽ ghép vào cành. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép vào cành nha. Thì cái cành dài nhất ấy thì các bạn
Các bạn ghép như thế nào cũng được. Ê, sau khi ghép xong chúng ta sẽ tách ra nhé, để tạo thành cái hình cành hoa là đẹp. Uốn phần lá nữa cho nó. Sau khi ghép xong thì các bạn sẽ được một cái nhánh cành hoa xuyến chi như thế này nha. Thì khá là dễ làm đúng không ạ? Thì các bạn sẽ làm nhiều cái cành như thế này rồi các bạn dùng để cắm vào lọ hoặc là cắm vào các gì nhỉ? Các cái lọ hoa thấp thấp ấy. Thì cũng rất là đẹp nhá. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa xuyến chi này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.